Các bạn thân mến, sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam, hàng loạt tờ báo lớn nhỏ ở Hoa Lục đã liên tiếp dẫn lời của tờ The New York Times để nói về chuyện Việt Nam bí mật mua vũ khí của Nga dù vừa mới tay bắt mặt mừng với Hoa Kỳ đây. Trong đó, các bài đăng trên tờ 163.com được xem là đáng chú ý hơn cả khi đưa tin chi tiết vấn đề nêu trên và còn thể hiện cả sự ngưỡng mộ của mình đối với Việt Nam trong việc cư xử khéo léo mối quan hệ tay bà. Nhưng liệu rằng sự ngưỡng mộ đó của Hoa Lục có thật lòng hay không, hay họ đang có ẩn ý gì khác? Và điều quan trọng hơn là liệu rằng có hay không chuyện Việt Nam chi 8 tỷ đô la để mua vũ khí của Nga trong khi vừa mới trở thành bạn bè thân thiết với Hoa Kỳ đây? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu xem video clip dưới đây sau khi các bạn đã đăng ký like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh. Và các bạn biết không, chỉ sau một ngày Tổng thống Joe Biden đến thăm Việt Nam, tờ báo 163.com của Trung Quốc đã cho đăng tải bài viết có tiêu đề Nhân chuyến thăm của Biden, truyền thông Mỹ vạch trần Việt Nam bí mật mua vũ khí của Nga. Theo đó, trang tin này đã dẫn lời tờ New York Times cho biết, nhân chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Mỹ Biden tới Việt Nam, The New York Times ngày 9 tháng 9 đã cho đăng tải một bài viết dài tiết lộ về một tài liệu nội bộ của chính phủ Việt Nam, cho thấy trong khi mối quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ đang phát triển gần đây, thì Hà Nội lại lên kế hoạch bí mật mua vũ khí từ Nga, bất chấp lệnh trừng phạt của ông lớn đây. Theo đó, văn bản của Bộ Tài chính Việt Nam đề mục vào tháng 3 năm 2023 cho thấy rằng nội dung đã được các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Việt Nam xác nhận. Nó ghi rõ cách mà Việt Nam bí mật trả tiền mua sắm quốc phòng thông qua một công ty liên doanh dầu khí ở Siberia. Rõ ràng là Việt Nam đang đàm phán một thỏa thuận vũ khí mới với Nga nhằm tăng cường sự tin cậy chiến lược lẫn nhau vào thời điểm Nga đang chịu lệnh cấm vận toàn diện của các nước phương Tây. Cụ thể hơn là, ngay từ năm 2017, Mỹ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt liên quan nhằm cấm các nước làm ăn với cơ quan tình báo quân sự Nga. Còn năm ngoái, Hoa Kỳ cũng đã loại các tổ chức ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu, ngăn cản Việt Nam thanh toán cho Nga thông qua hệ thống thanh toán xuyên biên giới thông thường. Để rồi, dựa trên các thông tin đó, trang 167.com tiếp tục cho đăng tải thêm một bài viết nữa có tiêu đề Việt Nam hai mặt vừa cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ lại bí mật nhập khẩu vũ khí từ Nga. Trong bài viết này, tác giả tiếp tục dẫn lời của tờ The New York Times để nhắc lại chuyện Việt Nam mua sắm vũ khí của Nga nhưng theo cách chi tiết hơn như sau. Chính tờ The New York Times đã cảnh báo rằng, bằng cách phát triển quan hệ một cách bí mật để nhập khẩu vũ khí từ Nga, Việt Nam đang bước vào trung tâm của một cuộc cạnh tranh an ninh lớn hơn vốn luôn chìm ngập trong chính trị, chiến tranh lạnh và cuộc chiến tranh nóng bỏng hiện nay ở Ukraine. Mà cụ thể hơn là trong văn bản của Bộ Tài chính Việt Nam, nó cho thấy được kế hoạch cụ thể về cách mà Bộ Quốc phòng sẽ chi trả cho vũ khí Nga. Theo đó, để tránh sự giám sát của Mỹ, tiền mua vũ khí của Nga sẽ được chuyển vào ngân quỹ liên doanh Nga-Việt có tên là Rusviet Petrol, một công ty có các hoạt động khai thác dầu khí tự nhiên ở miền Bắc nước Nga. Hai tháng sau khi đề xuất của Bộ Tài chính được lưu hành nội bộ, ông Dmitry Medvedev, cựu Thủ tướng Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã có chuyến thăm lặng lẽ tới Hà Nội. Chuyến thăm này hầu như không được truyền thông Việt Nam đưa tin, nhưng các quan chức Việt Nam nói rằng ông đến đó để củng cố thỏa thuận quốc phòng tiềm năng. Theo đó, một quan chức khác của Việt Nam đã tiết lộ các điều khoản thỏa thuận mua sắm vũ khí mới với Nga ở mức 8 tỷ đô la trong vòng 20 năm tới đây. Quả thật đây đều là những gì mà tờ The New York Times đã đăng tải trên trang tin của mình vào ngày 9 tháng 9 năm 2023 vừa qua, trước thời điểm mà chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam chỉ một ngày mà thôi. Theo đó, tờ báo uy tín hàng đầu nước Mỹ nhận định rằng đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi mà kể từ lúc Nga xâm lược Ukraine vào năm ngoái, Việt Nam đã luôn che chở cho đồng minh lâu năm của mình. Việt Nam đã từ chối lên án cuộc xâm lược ấy tại Liên Hợp Quốc và đã bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga tham gia Hội đồng Nhân quyền của cơ quan chức năng. Còn tại hội nghị an ninh ở Moscow vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu của Nga đã chỉ ra rằng Việt Nam là khách hàng mua sắm vũ khí mới lý tưởng nhất của Nga. Về phần mình, Hoa Kỳ đã cố gắng kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của Nga. Năm 2016, Washington đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội. Mặc dù không ai mong đợi Việt Nam sẽ ngay lập tức mua máy bay chiến đấu của Mỹ, nhưng rõ ràng Việt Nam sẽ được khen thưởng khi trở thành một hàng rào hữu ích chống lại Trung Quốc. Việc nâng cấp quan hệ chiến lược Mỹ-Việt vào chủ nhật này cũng sẽ giúp cho các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc dễ dàng bán vũ khí tiên tiến cho Việt Nam hơn. Vậy nên ông Nguyễn Thế Phương, nhà phân tích quốc phòng từng giảng dạy tại Đại học Kinh tế Tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cho biết, nếu Việt Nam tiếp tục mua vũ khí từ Nga, uy tín quốc tế của chúng ta sẽ bị tổn hại.
Hơn nữa, việc nhập khẩu vũ khí từ Nga sẽ có tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai của Việt Nam, khi mà Hoa Kỳ và các đối tác châu Âu hiện là nguồn xuất khẩu chính của chúng ta. Để rồi dựa trên những nhận định đó, trang tin lớn của Hoa Kỳ đã kết luận rằng Hà Nội rất giỏi trong việc khiêu vũ giữa các cường quốc trên thế giới. Nhưng việc theo đuổi một thỏa thuận vũ khí với Nga đã làm giảm khả năng tiếp cận của nước này với Hoa Kỳ, bởi nó cho thấy rủi ro lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ và buộc các nước khác phải đưa ra lựa chọn nhị phân giữa họ hoặc chúng ta. Nhưng dưới góc độ riêng của mình, bài viết trên trang 163.com lại nói rằng Việt Nam đã sử dụng những kỹ năng siêu phàm để đi lại giữa hai phe đối lập. Họ lợi dụng cả hai bên và đạt được các mục tiêu lợi ích tối đa theo cách rất dễ dàng. Hay nói cách khác, họ có thể chơi với cả Nga-Mỹ mà không sợ xúc phạm bên nào để thu được lợi ích thật nhiều. Chính vì thế mà Trung Quốc vừa cảm thấy ghen tị với điều này, vừa cảm thấy ngưỡng mộ Việt Nam. Đúng là thoát nghe qua thì ai nấy cũng cảm thấy dường như Trung Quốc đang thật lòng khen ngợi Việt Nam chứ không hề có thâm ý sâu xa gì. Nhưng nếu như các bạn nhìn vào tiêu đề của bài viết ngay từ đầu và nếu các bạn hiểu rõ bản chất của Hoa Lục thì các bạn sẽ cảm nhận được ẩn ý đằng sau cụm từ ngưỡng mộ đó là cả một sự cà khịa không hề nhẹ. Vì nếu nói như trang tin Hoa Lục thì Việt Nam không chỉ là người khéo léo, biết điều khiển cuộc chơi không thôi đâu, mà Việt Nam còn là một kẻ cơ hội, luôn lợi dụng bạn bè để đi tìm kiếm lợi ích cho chính mình. Việt Nam không khác gì một kẻ hai mặt, khi phía trước thì bắt tay với Mỹ, nhưng phía sau lại quàng vai với anh bạn Nga để đạt được ý đồ riêng. Nhưng sự thật là những gì mà Việt Nam đang làm đều hoàn toàn phù hợp với chính sách quốc phòng 4.0 và đường lối đối ngoại cây tre do chính mình sáng tạo nên. Nếu Việt Nam là một người cơ hội, thủ đoạn giống như Trung Quốc nói, thì ngay thời điểm này Việt Nam sẽ đi bợ mông Hoa Kỳ và cắt đứt hẳn mối quan hệ với bạn Nga đang bị bao vây cô lập bởi hàng loạt những nước lớn ngoài kia. Nhưng Việt Nam đã không làm như thế bởi vì lúc nào Việt Nam cũng luôn trân trọng mối quan hệ Việt-Nga tốt đẹp đã có từ lâu đời này. Nhưng điều đó cũng không đủ để kết luận rằng Việt Nam đã mạnh tay chi 8 tỷ đô la để mua sắm vũ khí của Nga bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Vì cho đến thời điểm hiện tại, tờ The New York Times vẫn chưa trình ra được tờ văn bản mà mình dựa vào đấy để đưa tin về thương vụ tỷ đô. Còn phía Việt Nam cũng chưa lên tiếng xác nhận về những gì thông tin được lan truyền vừa nêu ra. Do đó, có thể nói tất cả vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn và chúng ta cần phải có thêm thời gian để mọi thứ được ngã ngũ. Như chúng ta cũng biết, vừa qua Diễn đàn Quân sự Quốc tế 2023 gọi tắt là AMI 2023 đã được tổ chức tại Liên bang Nga. Nó đã thu hút được rất nhiều các quốc gia khác nhau đến tham quan và mua sắm vũ khí được trưng bày bắt mắt trên các gian hàng quy mô lớn. Trong đó bao gồm cả những gian hàng đến từ Hoa Lục bày bán ti tỉ thứ khác nhau với mức giá siêu hời. Cơ mà lạ một điều là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang chỉ ghé ngang gian hàng trưng bày của Trung Quốc và chạm nhẹ vào những thứ mà mình thấy chứ không hề có ý định mua sắm. Ông thậm chí còn chẳng buồn hỏi đến giá cả của chúng, khiến cho Trung Quốc cảm thấy vô cùng cay cú vì điều này. Nhưng thay vì hiểu đúng vấn đề thì giới truyền thông Trung Quốc lại cho đăng tải một bài viết có tiêu đề vô cùng hoành hoang trên trang 163.com rằng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam chạm tay vào vũ khí Trung Quốc nhưng tiếc là không dám mua. Nếu không, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh nhất Đông Nam Á. Vẫn với giọng điệu nổ to hơn pháo vô cùng quen thuộc, bao giờ Trung Quốc đã tâng bốc vũ khí của nước mình lên tận mây xanh để rồi sau đó đưa ra những lý do vô cùng ối giời ơi để lý giải vì sao Việt Nam không dám mua sắm vũ khí của mình đấy các bạn ạ. Vậy chi tiết ra sao? Mời mọi người cùng chúng tôi đi tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Nhưng mà trước tiên các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, mở đầu bài viết trên thì tác giả đã mạnh mồm khẳng định rằng không chỉ có Nga đang ngày càng quan tâm đến vũ khí của Trung Quốc mà Việt Nam lẫn các quốc gia khác cũng bắt đầu để ý hơn đến hàng nóng của Hoa Lục. Bởi vì ngày nay nếu nói về thứ vũ khí có chủng loại đa dạng, vừa rẻ vừa hiện đại lại còn đạt chuẩn chất lượng cao thì chỉ có vũ khí Trung Quốc mà thôi. Còn nếu nói cụ thể hơn thì các loại vũ khí hạng nặng như hệ thống phòng thủ tên lửa, máy bay tiêm kích, máy bay vận tải quân sự, máy bay trực thăng, máy bay không người lái, tàu ngầm, tàu chiến và tàu tuần tra do Trung Quốc sản xuất đều được trang bị công nghệ tàng hình thông minh. Kết hợp với đó là hệ thống vũ khí tân tiến có khả năng tấn công nhanh theo cách vô cùng chuẩn xác. Tuy nhiên giá bán của chúng lại thấp hơn rất nhiều so với các loại vũ khí của Nga, Mỹ có chất lượng không đảm bảo. Chính vì thế mà vũ khí Trung Quốc được hàng loạt các quốc gia trên thế giới ưa chuộng như Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Pakistan, Bangladesh và nhiều quốc gia châu Phi khác.
Nhưng thế giới vẫn luôn có những trường hợp ngoại lệ, mà điển hình ở đây chính là trường hợp của Việt Nam. Và nghe đến đây thì chắc hẳn là nhiều bạn sẽ bật cười vì sự tự tin vô đối của giới truyền thông Trung Quốc. Họ luôn mạnh miệng khẳng định rằng hàng mình làm ra là tốt, miễn bàn, nhưng không trưng ra được bất kỳ một bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho điều đó. Ấy thế nhưng tác giả bài viết vẫn không biết xấu hổ mà chê bai những món hàng nóng của Nga, Mỹ đủ kiểu, dù chúng đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới chứng nhận chất lượng với khả năng tấn công chuẩn không cần chỉnh của mình. Nhưng dù có lắm cho như thế, thì Trung Quốc cũng không thể nào bịt miệng được giới quan sát tinh tường. Theo đó đã có hàng loạt những bài viết đánh giá về các loại vũ khí của Trung Quốc được đăng tải trên các trang tin quốc tế với vô số các điểm trừ không thể chấp nhận được, như tên lửa chống hạm DF-21D của Trung Quốc vẫn mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Các máy bay tàng hình của Hoa Lục chỉ là món hàng nhái không hơn không kém. Ngay cả tàu sân bay Liêu Ninh mà họ vẫn luôn tự hào vênh váo cũng là thứ hàng hóa cũ kỹ có chất lượng kém xa những gì được quảng bá dần dần. Vậy nên, chuyện tác giả nói rằng, nếu không quân Việt Nam được trang bị UAV máy bay huấn luyện tiên tiến Falcon, máy bay chiến đấu J-10CE, Fierce Dragon và J-35 của Trung Quốc, thì lực lượng này sẽ trở thành lực lượng không quân mạnh số 1 Đông Nam Á là hoàn toàn không chính xác. Nếu Hải quân Việt Nam được trang bị tàu tấn công đổ bộ lớp 075, tàu ngầm diesel điện, khinh hạm mang tên lửa dẫn đường Trip 054AP và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Trip 052DE của Trung Quốc, thì lực lượng này sẽ trở thành đội quân đáng gờm nhất Đông Nam Á là hoàn toàn vô căn cứ. Có lẽ nhìn thấy được cốt lõi của vấn đề nên Đại tướng Phan Văn Giang của Việt Nam chỉ đi tham quan gian hàng Trung Quốc cho có lệ, chứ không hề có ý định đặt mua hàng nóng của nước này. Nhưng câu chuyện đó lại được Hoa Lục xuyên tạc sang một hướng rất khác như sau. Đáng tiếc là Việt Nam không đủ can đảm để trở thành quốc gia mạnh nhất Đông Nam Á. Ngoài việc ngắm nhìn chúng trong sự thèm khát thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam không đề cập đến việc mua sắm cũng như không tham khảo giá bán của mỗi một sản phẩm đến từ Trung Quốc. Lý giải cho hành động nêu trên thì giới truyền thông Trung Quốc tiếp tục bịa đặt rằng, thứ nhất, Việt Nam vẫn cảnh giác với Trung Quốc cho đến ngày hôm nay, vì mặc dù cả hai quốc gia đều theo đuổi chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng đôi bên vẫn có một số tranh chấp gay gắt trên Biển Đông. Điều này khiến cho Việt Nam xây dựng cho mình nguyên tắc thận trọng và cảnh giác với Trung Quốc nên không nhập khẩu bất kỳ loại vũ khí nào của chúng ta cả. Mục đích chính là ngăn chặn tình trạng vũ khí không hoạt động khi cuộc chiến nổ ra bất chợt. Tuy nhiên, ngay cả khi chiến tranh có diễn ra như thế thì Trung Quốc cũng không hề liên can gì, vì tất cả đều là do lỗi của Việt Nam. Nếu họ không tham vọng bá quyền, không hung hăng đến mức chủ động tấn công biên giới của Trung Quốc, thì Trung Quốc đã không mở cuộc phản công tự vệ chống lại Việt Nam và hủy hoại những thứ kẻ thù có. Còn nếu nói đúng hơn thì Việt Nam đã chọn cách gây chiến với Trung Quốc để tự phá hủy vũ khí của mình. Sau đó họ lại gây ra những tranh cãi trên Biển Đông bằng cách xâm lấn các vùng biển của Trung Quốc. Về vấn đề này, Trung Quốc đã nhiều lần nhẫn nhịn, nhưng Việt Nam vẫn lấn tới. Họ đã khiêu khích Trung Quốc nhiều lần thì làm sao dám mua sắm vũ khí của chúng ta nữa. Thứ hai, Việt Nam vẫn đang theo đuổi chiến lược làm bạn ở xa, tấn công ở gần. Theo đó, từ năm 1990 khi Việt Nam cải cách và mở cửa, họ rất thích trở thành bạn bè của Nga, Mỹ và phương Tây, nhưng vẫn luôn cảnh giác với Trung Quốc, mặc dù trước đó chúng ta đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong thời chiến. Việt Nam thậm chí còn đối đầu với Trung Quốc, nên luôn cho rằng việc mua sắm vũ khí từ đất nước láng giềng là không hề an toàn. Thứ ba, người dân Việt Nam không ưa gì Trung Quốc nên không bao giờ muốn chính phủ nước mình dây dưa với Hoa Lục. Đặc biệt là họ không muốn Hà Nội gần gũi với Bắc Kinh trong những hợp tác an ninh quốc phòng, nên quân đội Việt Nam dù có muốn trang bị vũ khí khí tải của Trung Quốc thì họ cũng không dám mua vì sợ sẽ bị người dân phản đối. Cuối cùng là, cho dù Việt Nam có muốn mua thì Trung Quốc chắc gì đã bán. Vì trong quá khứ, những năm 60-70, đất nước của chúng ta đã làm hết sức mình để giúp đỡ Việt Nam. Phần lớn các loại vũ khí khí tải của họ đều do nước ta viện trợ, nhưng Việt Nam sau đó vẫn vô ơn và trở thành một con sói mắt trắng luôn rình rập chống phá Trung Quốc. Do đó, việc xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam chẳng khác nào chuyện Trung Quốc tự cầm đá đập vào đầu mình. Vâng, quả không hổ danh là kẻ ngậm máu phun người, không gớm miệng chút nào. Tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì ai ai cũng biết là cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung nổ ra năm 1979 là do Trung Quốc đưa quân sang đánh Việt Nam trước khi mà Việt Nam nghịch lại ý mình. Để rồi ngày hôm nay, những cuộc đụng độ xảy ra trên Biển Đông giữa hai nước Việt Trung cũng là do sự ngang ngược của Trung Quốc khi nước này ngang nhiên xâm phạm vùng lãnh hải thuộc chủ quyền lãnh thổ của nước bạn được luật pháp quốc tế công nhận.
Ấy thế nhưng Trung Quốc vẫn luôn có những luận điệu dối trá để vu vạ cho Việt Nam. Mục đích chính là gì? Biến mình trở thành một nạn nhân đáng thương để nhận lấy sự đồng cảm của cộng đồng quốc tế. Hơn nữa Trung Quốc hay thôi kể lể về những gì đã giúp đỡ cho Việt Nam đi. Bởi vì từ thời chiến tranh cho đến thời điểm hiện tại, mỗi một việc làm của Trung Quốc đều có dụng ý đằng sau đó. Trung Quốc dù có hỗ trợ cho Việt Nam thật thì cũng chỉ để thực hiện các âm mưu chính trị của mình mà thôi. Việt Nam chưa bao giờ quên lần Trung Quốc bán đứng mình cho Mỹ, Pháp ngay trên bàn đàm phán tại Hiệp định Geneva. Việt Nam cũng chưa bao giờ quên lần thứ hai bị Trung Quốc bán đứng tại Hiệp định Paris chỉ sau gần 2 thập kỷ. Ngoài ra, còn có lần Trung Quốc bắt tay với Khmer Đỏ chống Việt Nam ngay trên đất Campuchia. Vậy thì thử hỏi sao Việt Nam không đề phòng Trung Quốc mọi lúc mọi nơi? Vậy thử hỏi sao dân Việt Nam không thể nào ưa được Trung Quốc trong khi lại rất yêu mến bạn Nga, Cuba và cả những quốc gia ở trời phi khác? Nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam giống như Trung Quốc, nói thực hiện chính sách làm bạn ở xa, tấn công ở gần. Vì thực tế cho thấy, giữa Việt Nam và Lào, cũng như nhiều quốc gia Đông Nam Á khác vẫn đang có mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp. Mọi người luôn giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác với nhau để cùng nhau phát triển, chứ không giống như Trung Quốc, lúc nào cũng muốn người khác phục tùng mình, làm theo ý mình. Và tất nhiên, với một Việt Nam độc lập, tự cường, có lòng tự trọng cao như thế, Việt Nam sẽ không bao giờ quỳ gối trước Trung Quốc chỉ để nhận lấy các lợi ích đớn hèn. Vì thế tác giả không nên nói rằng cho dù Việt Nam có muốn mua thì Trung Quốc chắc gì đã bán, mà phải nói là Trung Quốc dù muốn bán thì Việt Nam chắc gì đã mua. Và sự thật đã được chứng minh khi Đại tướng Phan Văn Giang của Việt Nam không hề mặn mà gì với những món hàng khủng mà Trung Quốc bày ra trước mắt mình. Còn các bạn nghĩ sao về câu chuyện kể trên? Vui lòng comment ngay xuống phía dưới cho mọi người cùng rõ nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé.